What's up các anh em? Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay là ngày thứ hai và rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ review một con bàn phím mới. Con bàn phím này không phải là bàn phím cơ nha các bạn. Bàn phím cơ mình review miết nó cũng chán rồi. Thì hôm nay mình sẽ review một con bàn phím giả cơ, giá thành hấp dẫn dành cho những cái bạn nào mà không có đủ điều kiện để mình chơi phím cơ. Thì vẫn có những con bàn phím tốt để sử dụng trong cái tầm giá này. Và cái thiết kế của nó thì khá là bắt mắt. Bây giờ mình sẽ đi sơ qua về phần hộp của nó. Đầu tiên các bạn có thể thấy đây là cái bàn phím cơ của hãng John Wee. Hãng nghe rất là lạ và cái hiệu của nó là T11. Bàn phím này sẽ gồm có 87 phím thôi. Các bạn có thể nhìn thấy cái bên ngoài thì nó sẽ có một cái hộp với tông chủ đạo là màu trắng và một cái in nổi cái bàn phím của nó lên như thế này. Rất là rõ ràng, chúng ta có thể thấy được là định hình được trước là cái bàn phím của nó sẽ như thế nào. Và nó là bàn phím giả cơ thôi, tuy nhiên nó có thiết kế là bàn phím TKL khá là đẹp. Rồi, về cái phần vỏ hộp thì mình thấy thiết kế cũng rất là chắc chắn, với lại nó có nhiều cái chi tiết hay. Chẳng hạn như là nó ghi toàn bộ là tiếng Anh hết. Đấy, tạo cảm giác khá là... kiểu dạng như đáng tin tưởng vậy đấy, không có tiếng tàu đâu cả đấy. Ở đây thì nhà sản xuất có đề một số các cái chi tiết nổi, ví dụ như là cái cây suspended, tức là cái cáp của nó sẽ là cao, làm phím cao lên á để mình bấm cho nó có cảm giác nảy hơn. Và led sẽ là led rainbow, led 7 màu, và sẽ có chế độ anti ghosting là 19 phím, tức là 19 phím không nhận cùng một lúc. Và cái này nó sẽ có một số cái ví dụ như là có tích hợp cả cho PC và Mac này. Đó, rồi nhiều màu này, vân vân, và cái thiết kế công đại học các kiểu luôn, tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha. Ở đây chúng ta sẽ có các cái thông tin ví dụ như là dùng chuẩn USB. Cái kích thước của nó là 40 x 130 x 43. Và cái độ bền của nó lên tới là 30 triệu lực nhấn. Rất là cao so với những con phím giả cơ khác, mình thấy khoảng 10 đến 20 triệu là thuộc dạng cao rồi, và con này lên tới 30 triệu. Rất là ghê gớm. Ngoài ra thì nó có các cái nút anti ghosting này, WASD đấy, và mũi tên vân vân. Rồi các cái chuyển led đấy vớ vẩn. Thì đây là những cái gì về cái thông tin của cái hộp này. Không nói nhiều nữa, mình sẽ chuyển sang phần bóc tem. Ui dạ, rồi bay mất cái gì đây. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng, cũng toàn bằng tiếng Anh luôn. Nó có nút các cái nút multimedia. Đây là hướng dẫn sử dụng và 19 phím. Cái này mình nhìn vỏ hộp đã có rồi. Rồi, con này nó vẫn được bọc giấy bóng. Wow. Tuy là một bàn phím giả cơ giá rẻ nhưng mà nó làm rất là chuyên nghiệp các bạn ạ. Đây, làm in phím cơ luôn, có cả túi bóng chống sốc đây. Rất là ngon. Đó. Em nói đây, để cái hộp này sang một bên. Rồi, khi cầm cái con này lên thì nó khá là nhẹ các bạn ơi. Thì nó không có phải là bằng kim loại mà bằng hoàn toàn bằng nhựa thôi. Ở đây chúng ta sẽ có logo của hãng John Wee, chữ Z. Rồi, đây là con bàn phím TKL nên nó sẽ rất là nhỏ gọn, không có dài và không có đầy đủ phím số như bên cạnh đây, không có phím số. Rồi, đầu tiên về tổng thể cái thiết kế của nó sẽ hơi dị một chút. Mình thấy ví dụ như là ở phía bên cạnh này thì nó sẽ làm cao lên như thế này, một cái chiều dốc chứ không có phẳng hoàn toàn. Đó, bên này cũng như vậy, ở đây sẽ có chữ là game keyboard, tức là bàn phím dành cho chơi game thôi. Rồi, và cái phông chữ của nó khá là đơn giản thôi. Phông chữ này làm thì rất là đẹp, mình thấy cái phông chữ này làm đẹp đấy. Đó. Cái này là phím cao su cho nên nó sẽ bấm không có nghe tiếng tắt tắt. Rồi. Về phía chân phím thì mình đây là bàn phím giả cơ nên nó sẽ làm chân phím được nổi cao lên như thế này. Các bạn có thể thấy chân phím của nó được làm khá là cao. Và cái điểm cộng đáng chú ý nhất đó chính là cái phần cái dây cáp của nó. Dây cáp thì vẫn được làm bọc dù khá là dày và to. Các bạn nhìn thấy cái dây cáp bọc dù của nó đây.
Đấy, nhìn rất là to và cũng có cục chống nhiễu luôn. Tuy nhiên thì tất nhiên là đầu của nó dưới bây giờ không mạ vàng rồi, tại vì nó không phải là thuộc dạng phím cơ cao cấp mà chỉ là giả cơ thường thôi. Rồi, vậy thì mình sẽ đi vào thêm mặt sau. Mặt sau của con phím này thì khá là lạ là nó lại không có các cái lẫy để nâng độ phím, nhưng mà nó sẽ có bốn cái phít bằng nhựa bốn góc như thế này. Và con này nó làm sẵn một cái độ nghiêng rồi cho nên mình sẽ không cần lẫy nữa. Và ở đây nó sẽ có một cái hộp giống như là hộp đựng pin. Có thể là cái này là nó dành cho có một phiên bản nữa là phiên bản của thằng không dây cho nó sẽ cần có pin chẳng hạn. Mình cũng không rõ lắm, thì chắc là do nhà sản xuất. Rồi ở đây thì nó sẽ có logo của nhà sản xuất thôi, không có gì hết. Và mặt sau của nó rất là đơn giản, những cái phít nhựa thôi, một phít cao su. Rồi về cái led của con này thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào và tắt led đi cho các bạn xem. À mà trước khi qua phần led thì mình sẽ cho các bạn xem cái phần keycap của nó. Đây con keycap của con này thì nó không được làm double shot các bạn ạ, và keycap cũng khá là mỏng như thế này. Tuy nhiên thì nó vẫn được làm khắc laser xuyên led nha, xuyên led nha các bạn. Thì khi mình bật led lên thì nó vẫn sẽ xuyên qua cho các bạn nhìn thấy rõ các cái ký tự để chơi ban đêm, rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử bật đèn led lên cho các bạn xem nhé. Và đây là con bàn phím John Wick T11 sau khi mình đã tắt hết đèn đi và bật chế độ sáng led. Con này có cái led sáng khá là đều. Đó, nhìn nó tỏa hết cả các cái phần phía chân phím nhìn khá là đặc biệt. Với lại là các cái phần ký tự của nó được làm khá là hay. Mình có thể thấy được là các cái phông chữ của nó nhìn rất là đẹp. Không giống như những cái phông chữ tàu mà nó được làm giống như chuẩn của các phông chữ quốc tế vậy. Nhìn rất là đẹp. Và đặc biệt là con này nó vẫn có thể đổi màu được các bạn ạ. Nó có 3 màu đây. Đó, nó sẽ có phối 3 màu như thế này. Đó. Và logo này chúng ta sẽ có các cái đèn để báo cấp lock. Đấy. Ở ngay ở phía trên chỗ thằng chữ logo của John Wick thì nó sẽ có ba cái đèn báo. Nhìn rất là độc đáo. Rồi bây giờ cái chế độ led của con này thì nó chỉ có thể thay đổi được ba chế độ và tắt led thôi, ba chế độ màu, và nó sẽ có thêm một chế độ nữa là chế độ blinking. Chế độ này thì nó sẽ là chớp tắt và nó sẽ thay đổi tự động lần lượt ba màu luôn. Ngoài ra thì mình vẫn có thể tăng giảm độ sáng bằng FN và nút pay up hoặc là pay down. Đó, nó sẽ có ba mức sáng hoặc là tắt luôn đấy, chỉ như thế thôi. Và bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn cái cảm giác gõ. Thì đây là cái con bàn phím giả cơ thôi. Rất là nhiều bạn hỏi là giả cơ thì gõ nó như thế nào, thì mình xin nói luôn là con này nó gõ không có tiếng, chỉ nghe thấy tiếng kịch kịch khi mà keycap chạm vào cái mặt bề mặt của bàn phím thôi, cái play thôi, chứ không có cái gì hết đấy. Thì nếu các bạn thích thì mình sẽ gõ cho bạn xem. Ok. Rồi, bây giờ mình đã quay camera vào gần hơn và mình sẽ thử luôn cái cảm giác gõ của con này. Do là vì nó dùng làm thiết kế kiểu giả cơ cho nên là độ nảy nó sẽ cao hơn và cái lực ấn phím nó cũng sẽ nhiều hơn. Và cái hành trình nó cũng sẽ dài hơn cho nên các bạn ấn thì nó sẽ có cảm giác cũng phê hơn là ấn phím giả cơ nhiều đấy, ấn phím thường văn phòng nhiều đấy. Bây giờ mình sẽ gõ luôn một đoạn thử nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là nó không hề có tiếng click như những cái con mà dùng Blue Switch, cũng như là không có là cái tiếng cây cáp quá lớn, nó chỉ kêu kịch 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 thôi, giống dạng giống như Pro vậy đấy. Và cái con này thì được một cái đó là rất là gọn nhẹ. À mình có một cái điểm đặc biệt nữa là nó thiết kế ở phía phần chân này cũng có led hắt ra luôn đây, phía hai bên luôn các bạn ạ. Thì khi mình chỉnh led thì nó cũng thay đổi màu khá là đẹp đấy. Thì phía bên này nó cũng vậy, phía bên trái hay bên phải thì đều có led hắt ra ở hai bên.
Với thiết kế như thế này thì mình khi mình để tay như thế này thì rất là thuận, dễ bấm, ổn và mình không cần phải như cái đây lên nữa. Và đặc biệt là khi mình nhìn thấy cái phông chữ như thế này thì rất là dễ chịu. Không biết vì sao nữa nhưng mà mình thấy rất là dễ chịu. Đặc biệt nữa là nó chỉ là bản TKL cho nên sẽ thích hợp cho những cái bạn nào mà thích cái dòng TKL mang đi gọn nhẹ nhưng mà lại không đủ túi tiền để mình có thể làm phím cơ bản TKL, thì đây sẽ là một lựa chọn tốt nhất trong tầm giá. Thì với giá chỉ có hơn 200 ngàn thôi thì các bạn có thể sở hữu được con bàn phím này rồi. Đấy, nếu các bạn muốn mua thì có thể click vào link và dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại và các bạn ở lần sau nhé. Nhớ like và subscribe giúp mình đấy. Bye.